Em Cảm thì ơn anh. ờ em phải không có gì Dạ em khỏe anh Vinh. A little bit tired. mệt Yeah. mệt luôn. Because of work, Thôi yeah. thôi thì thôi work mất gì money mất gì gọi là time for relax very soon in Phú Quốc Island Got it. Phú Quốc I land. don't know, anh Bình. I'm going to move, no, not to visit Phú Quốc, maybe, em đếm nha, the next 2 weeks. The next 3 weeks, anh Bình, trời ơi, tới 3 tuần nữa. Thường là sắp đi chơi anh cái bị nôn. Can't focus. Dạ rồi, anh em mình coi nha, anh Bình. Do you feel tired today, anh Bình? Ok ông Tội nghiệp anh very Vinh ok quá. biết sau buổi sáng this morning Dạ. we have a like Fire. Chưa hiểu lắm mình gì này. Trời mạng của mình tệ thiệt luôn á. Em không thấy được anh Vinh nữa rồi. Tại sao vậy ta? Anh nhìn đã tới bài một bài bài. Anh nhìn ơi. Anh Vinh ơi, anh Vinh bị rớt mạng rồi. Đây em đây. Anh nghe được em không? Dịch bị rớt Anh em mạng. đang nói Dạ có, dạ có. Mới bị lắc anh thì dịch. Dạ. anh vừa bị mất mặt Dạ vâng. Ok, bên mình mạng nó hơi lag anh ha. Anh Vinh, anh em mình xong cái này, anh xem giùm em nha. Are we standing here? Mình xong cái đây cho anh nhìn nhỉ. xong cái này Wait. rồi sao Dạ đúng anh chờ em. Anh Vinh đang ở bài mấy ta? 1, 3. Cái này rồi. And here. rồi New lesson. music not Dạ rồi. Bên này anh xem giùm em photo music story. Cái này mình đi chưa? Quen không anh Vinh? Hay là lạ? đúng cũng khá là quen Cũng khá nhỉ là quen. Ôi dạ, em mình đọc cái này rồi phải không anh? Here. Cái bài này. chưa đúng là music hình như mình đã phần bên trái hình như mình chưa tìm hiểu đúng không? Thấy Dạ. các thể loại music mình đang đã học đúng Dạ, mình học chưa anh? chưa Chưa và rồi những anh cái thể mình loại chưa. music này mình bỏ qua đúng không? Mình Không đã đọc ta. những cái Dạ, anh nhìn, đã phải anh đọc những cái này rồi. Yeah, mình qua cái này. Nhưng mà mình có coi những cái như là Quick Links, Redeem, Support đồ chưa anh? My Alert. Oh, vậy hôm nay mình đi từ cái này đi anh he. Dạ em nhớ rồi, cảm ơn anh nhìn. Rồi anh mình vô anh nhìn ha. Anh hãy nhìn giùm em. Những cái chữ khó ở đây. Gender. Right. Gender. Yeah. Okay. Gender. Genders. Feature. Gender. Feature. Feature. Click links. Link. Có chữ nào mới với anh không anh nhỉ? Cái nào có một cái nào mình Okay. cần đi. Right. Any new Genres and Yeah. feature là mới. Dạ, anh em mình đi thanh đi. Cái genre nó giống như cái kind hoặc cái type của mình đó anh. Cái thể loại. À đúng rồi đúng Dạ, rồi. nó hay dùng cho phim, cho nhạc. Type. Kite. Right. Gender là thằng đầu tiên. Feature. Một vài cái Feature. tính năng. Feature. Feature. Dạ rồi. Feature.
Tin nào? Right. Anh xem. We can share. Yeah. Right. Quick links là mình có thể redeem. Quen lắm anh Vinh ơi. Okay. Redeem. Anh Vinh không nhớ phải không Vinh? Đây, đây, đây. Anh Vinh, nếu mà mình có, thí dụ mình xài mấy cái app ha, cái mình có cái điểm, nó gọi là cái point của anh. Cái xong nó kêu mọi người ơi redeem để mua những cái khác thì gọi là kiểu đổi điểm á anh. You can redeem your point to get maybe a voucher or a coupon, for example. Đổi điểm á? Yeah. Gọi là swap. Swap point or... À, swap đúng không anh? Đây, đây, đây. Em thí dụ nha. Khi anh có một cái tiền mà anh đổi một cái khác, nó không có cùng chức năng thì nó sẽ là redeem. Nhưng khi anh swap là anh em mình sẽ đổi vai cho nhau chẳng hạn. Cái loại. Dạ, yeah, cùng thể loại, thường nó vậy. Chứ nó cũng không khác gì nhiều đúng không anh? Rồi, anh em đi tiếp. Support, alert. My alert. Alert, mà. What does? Dạ rồi. Nó là danh từ alarm ở đây. Báo thức. Alert. Dạ, cảnh báo mình. Thí dụ, nói à, ờ, tháng này à, mình chưa đóng tiền Spotify thì nó sẽ ra cái một cái alert. Note. Nó giống cái từ warning không? Warning, phải không anh? Warning, yeah. Dạ, yeah. Giống giống anh nhỉ? Giống giống. Sự cảnh báo. À, thông báo à? Dạ. Yeah. Cảnh giác, báo động. Ok, cái này em sao ta? Giống như cái này nó sẽ tích cực nè anh Vinh. Anh nó nói là anh ơi anh quên đeo cái này cái kia, anh chưa có trả tiền cái này cái kia thì nó sẽ alert. Còn mình đã làm sai rồi, cái nó warning mình là làm sai này nha, làm sai kia nha, đi trễ nha. Ok. Yeah, xong. So right, so we can move here. Mr. Vinh, let me know your favorite genre of music. Thank you. Your favorite genre. Ballad. Ballad, yeah. Rock ballad. Rock. Rock, yeah. Sometimes the only like musical, no singer, like nhạc mà không lời. Yeah, anh chờ em nha. Anh chờ em nha. Nhạc không lời là non-lyric, đúng không ta? Em không chắc về cái này. Non-lyrical music. À, non-lyric là lời đúng không? Lyric là lời đúng không? Không lời, dạ đúng rồi. Instrumental recording with only vocal. Cái này cũng được nè anh Dịch. Nó có hai cái tập trung. Thứ nhất là nó nói không có lời, non-lyrical. Hoặc nó nói nhạc chỉ là các nhạc cụ chơi thôi. Instrumental music. Anh muốn chọn cái nào cũng được. Như giống như em nha, em sẽ nói là không lời cho nó dễ. Non-lyrical music. Tội nhạc chế. Anh kể cái Google này, lâu lâu nó dịch không có đúng á. Dạ xong. Now, we can start our photo story. Anh Vinh, start. Listen first. Read and listen to a conversation about music. Hey, what's up? Hey, what's up? Not much, just downloading some new songs. Downloading? That's not for me. Too much trouble. How about some live music tonight? Sounds good. Where? Klepto's playing at midnight at the spot. Would you like to go? At midnight? Sorry, that's past my bedtime. Well, River T's there too. They're playing at 8. River T? The R&B group? Now that's more my style. I'm a real R&B fan. Perfect. Meet you in front of the club at 7:45? See you there. Yeah, yeah. Rồi, tới lượt mình. Anh ơi, you are Mac, please. I'm Sarah. What's up? Not much. Just downloading some new songs. Downloading? That's not for me. Too much trouble. How about some live music tonight? That's good. Where? Keto playing at midnight the spot. Would you like to go? At midnight? Sorry, that's past my bedtime. Well, River T there too. Yeah. They are playing at 8 o'clock. It's
at a. They wait, anh chờ em. Cái này anh Vinh đọc sao? They playing at 8 o'clock. Dạ đúng. River Tea, the R&B group. Now that's more my style. I'm a real R&B fan. Oh, perfect. Meet you in front of the club at 7:45. See you there. Có cái nào mà thắc mắc không ạ? I think you can understand everything. Cái này anh hiểu, nhưng mà cái ước anh đa phần là hiểu. Dạ, đa phần là hiểu anh ha. Mình quất luôn cái phần focus on language. Cái sao anh? Cái nào mà phần đó là thanh ngữ pháp. Nhưng cái này là văn nói bình thường thôi, cũng không phải là kiểu thanh ngữ pháp nó lắm đúng không? Chỉ là giao tiếp thôi. Yeah, chính xác. Right, so anh Bình, please focus on some underlined word here. If you say that is too late for me, so how could you say, how could you choose the phrase? Anh kiếm giùm em any phrase that you could say too late for you. Nó có những cái gạch dưới ở đây ạ. Underline phrases. So which one to show that that is too late for you and you won't come? Tức là... Nó có một cái câu. Thế là câu trả lời hay là sao? Dạ, hai câu nó bằng nhau. Hồi nãy ở trên nó nói nhiều câu lắm. Anh sẽ chọn một câu. Tức là muốn tìm mấy câu mà nó cần được như thế hay là sao? Dạ, dạ, anh chính xác. Đúng anh. Find the underlying word expression for the story. The same meaning. The same meaning, okay. Rồi, hiểu rồi. Anh còn chưa hiểu câu hỏi đâu, anh chỉ đọc câu hỏi. Dạ, không sao anh. Yeah, that's too late for me. Late for me. That's past my bedtime. Yeah, that's true. If you say great. Great. Wow, so good. So good cũng được anh ha. Perfect. Perfect. Yeah. Music in a concert. Music in concerts. Live music. Yep. What are you doing? Mới vô quá anh. Hey. What are you doing? Ah, same similar. Yeah. Hey, what's up? Yeah. Ở bên anh Vinh mới bị tắt đèn phải không anh? Điện nó ỏm, anh cũng không hiểu. Anh cũng không biết nữa. Hay là nó bị yếu đèn ở đó anh Vinh ơi. Là have a god. Yeah. Chắc chút hơi anh Vinh sẽ bị lát giống hôm bữa nữa. Vậy rồi, anh like it. Nếu mà đây coi đứng coi mà có bóng ma nào đứng sau á thì em sẽ nói. Nói. Yeah. Rồi, cái câu này anh ơi, I like that better. That's more my style. Yep, and I don't like that. That's not for me. Yeah, so easy for you. Oh, anh Vinh học thoải mái nhẹ nhàng ghê, tại anh biết nhiều rồi đó anh Vinh. Right, and for Park Chi, think and explain. Right, can you use nhiều the... Khi... Okay. Sao anh Vinh? Nhiều khi sao anh Vinh? Không, nhiều khi anh thấy cái level này nó... Có dễ anh không? Anh vướng chỗ một phần là... ngữ pháp thôi. Yeah. Thì anh luyện sao viết cho ngữ pháp thì các cái đặt vào cho nó dễ thôi. Còn đúng cái phần rồi. Này đang cái từ cái này thì nó không phải là dành cho anh hay sao? Yes, từ vựng đồ đó anh Vinh biết hết rồi. Em thí dụ nha. Giả tỷ như là hồi nãy không có cái phần dưới này. Em anh mà nhìn vô that's more my style, anh cũng có cái khái niệm đúng không anh Vinh? Ý là có thể nói là Rivet and big group. Oh, that's my style. Yeah. Oh, I like it. I like that đúng band. Rồi. Có thể nói nhiều cái khác đúng không? Dạ đúng là, rồi. Cho anh now that more my style. Ít khi nói đúng không này? Anh thấy ít khi nói. Những cái này giống như là người ta cho mình được. I like that studio. Oh, I like that band too. That band more. Oh, I like R&B. Oh, I like R&B too. Yeah, that's true. Cho nên là học để mình có thêm cái kinh nghiệm, có thêm cái lựa chọn anh hai, chứ bình thường anh Vinh cũng nói được rồi. Right. So this guy is just an environment for you to speak English. Right. So can you help me? What's Sarah doing, Mr. Vinh? Quietation là gì em?
Yeah, Chữ nghĩa của quotation. Use a quotation to explain your answer. Dùng một cái cụm anh. Cái thằng đó đây đây đây. Cái thằng đó nó có một cái chữ quote, đó là báo giá hoặc là đưa ra một cái câu nói, một cái trích dẫn. Đây, trích dẫn. Nó còn có danh từ là bản báo giá nữa anh ạ. Cái này của em nó không có. Rồi, quote, một cái trích dẫn. Bây giờ mọi người đọc xong hết rồi. Cái bây giờ tôi nói sẽ hỏi là so Sarah nó đang làm gì? Thì anh sẽ lấy một cái quote hoặc gọi là quotation. Anh nói lại cái theo ý của anh. À. Yeah. What Sarah doing? Oh. Yeah. Sarah. Như đây là mình có thể nói là câu một là download. Đúng. Download the music in from the internet. Yeah, yeah. Đúng, kiểu nói như vậy đúng không? Dạ đúng anh. Cho nên nó mới đổi. Tức là anh nói gần giống mà nói kiểu một cách khác. Yeah. Yeah, that's true. Tức là mình tự nghĩ ra để nói hay sao? À, ý nó là vậy nè anh, cái câu số 1 á, anh sẽ nói rồi bây giờ tôi chọn A đúng không? Getting music. Bây giờ tại sao tôi chọn A? Anh coi nè, Sarah say just downloading some new song. Đây là cái quotation nè anh, nhìn một cái trích dẫn từ cái đoạn anh đã có được. Vậy thì ý nó là bây giờ mọi người chọn A, mọi người cho tụi tôi hiểu tại sao mọi người chọn A đi, từ cái trích dẫn nào mà mọi người lại chọn A. Okay. Cái anh, nếu như cần thì mình nói bên đây, nhưng mà tại em hiểu là à, anh đã anh nắm chọn được rồi. Một trong hai cái này, ba chiếc kia form. Choose, okay, nè anh coi, đầu tiên mình sẽ phải choose. Và mình sẽ phải dùng một cái trích dẫn để mình giải thích là tại sao mình chọn vậy. Yeah. Number two, anh ơi, what does Matt want to do? Matt nó rủ đi đâu? À, đây. Matt muốn go to the concert. Yeah, yeah. Concert. Go to the concert. Okay, right. And which woman doesn't like to go to sleep late? Doesn't like to go to sleep late? Yeah. Sarah. Sarah, that's true. When and where are they going to meet? When and where? They want to meet at club. At the club, at yeah. 7:45 o'clock. All right, 7:45. That is be before the show. So do you? Yeah, and then do you remember what time is the show? 8 o'clock. Yeah, nice. Yeah, đọc hiểu tốt nè anh. Move, speaking, and then mình sẽ xin phép skip phần này nha anh. Why? Because we. And then, are you a real fan of music? Có phải không anh? A little bit, yeah, yeah. So, is music important to your daily life? Is it important? Yeah, no more every day. I hear music like 1 or 2 hours. Yeah. 1 hour for update some like some new music like pop music. Very like good. 1 hour for some classic or non-lyrics yeah. music or rock and style. Yeah. Thank you. Rồi, cho em nhận xét hai cái nhỏ xíu. Anh nhìn cái thằng. Yeah, When I'm learning, I can hear the non-lyrical music, right? Better. Yeah. I see. Hồi nãy em nghe được hai cái. Trong lúc anh Vinh nói, anh Vinh mà nói hear, thì cái này là mình nghe. Thí dụ anh Vinh nói giùm em một câu nha. Anh nghe có tiếng của ai đó ngoài cửa. Anh sẽ nói sao anh Vinh? I hear someone's outside. Voice cũng được, hoặc là voice. Someone outside. Yeah. Xong, cái này là anh nghe, chứ mình không có tập trung nghe, hoặc là mình cũng không có muốn chú ý nghe. Nhưng listen to là có chú ý anh hả? Right, anh giúp em một ví dụ nữa. Anh phải stop, anh phải ngưng làm việc để tập trung vào cái lời nói của em. Tôi phải ngưng làm việc. Hai câu chuyện. Dạ.
Em nói lại đi. Dạ, tôi phải ngưng công chuyện của tôi, ngưng làm việc nha, để tôi nghe em nói. Ê, anh sẽ nói sao? Phải là just đúng không? I must to stop my work or my job. My work, yeah, đúng. To listen your voice or listen to you. Talking. Listen to your talk. Anh thấy được sự khác nhau. Cái này là ai nói vậy đó, cứ tự nhiên anh nghe thôi. Còn này là anh phải dừng luôn để anh nghe bé nó nói. Ổn anh he. Dạ rồi. Còn cái thằng này, nếu anh bắt đầu vô là à, thường thì anh sẽ nói là normally. Dạ hết. Yeah yeah. Rồi. Ok, lesson 1. Anh em mình vô bài này. Đi mời người ta đi chơi. So, can you help me to read this one? And anh Vinh. The girl. I accept a deadline and invitation. Yeah, an invitation. What is an invitation? And Vinh. Anh Vinh có biết cái chữ mà mời người ta đi chơi là gì không anh Vinh? Mời. Invite. Invite. Yeah. Còn okay. Cái lời mời, cái thiệp mời. Invitation. Letter. Nếu mà anh có tấm thiệp. Dạ rồi, em mới hỏi thăm anh Vinh là câu này. Dạ. Mời người ta hả anh ha? Em chờ em invite chờ. Invite là mời đúng không? Còn cái dạ. Invitation là invitation lời mời. Lời mời, đúng. Nó sẽ khác nhau ở cách đọc, cho nên cái nào mà nó khác như vậy á, anh Vinh cứ đánh sao cho nó nha, để anh cẩn thận nó. Ôi em ghi sai, invite. Yeah. Dạ hết. Câu hỏi của em chưa? Do you often invite your friends to hang out? Yes. Yeah. Sometimes on 1 week, 2 times. I got a lot of kind of thing to do. Trời, yeah. Hồi bữa anh Ninh kể với em là anh Ninh đang chờ việc, là you are between job, right? Oh, no, not like waiting a job, but I finished the job. Oh, you finished the job. Yeah. But because the visa stopping, that's why I finished the job. Waiting the visa for coming. Yeah, for coming back. So, expect là mình kiểu khi nào á anh? So when will it expect to have the visa? Hopefully 2 more months. Hopefully, yeah. 1 more month. 2 more. 2 more. Oh, I got it. Yeah, yeah. That's why I write my name in report for 3 months. Yeah, yeah. Now I understand the purpose. Vậy cũng được, anh ha, tận dụng cái thời gian của mình. Ooh, you are smart. Yeah, rồi. Anh mình vô anh ơi. Conversation model. Read and listen to an invitation to a movie. Are you free on Saturday? The Pilots is at the movie center. Would you like to go? The Pilots? I'd love to go. What time? At noon. Great. See you there. To decline. To decline. Sorry. I'd love to go, but I'm busy on Saturday. Too bad. Maybe some other time. Yeah. Yeah, you are a please, Mr. Vinh. Anh hỏi từ decline là gì đó? Từ chối à? Đúng. Decline, yeah, từ chối. Accept, okay. Yeah. Okay, yeah. I'm ace or you? Yeah, you are a, yeah. Are you free on Saturday? The Pilots is at the movie center. Would you like to go? The Pilots, I love to go. What time? At noon. Right. See you there.
Hoặc là hôm nay em nói, sorry, I would love to go, but I'm busy on Saturday. But maybe some other time. Yeah. No. Yeah, anh Vinh cho em hỏi là bây giờ đang là buổi trưa trưa của anh. It's 2:44, 45 in Sydney, right? Ồ, vậy anh Vinh, có phải là bây giờ anh Vinh đang chờ việc vậy? Anh Vinh có, nếu mà anh Vinh sợ bị trễ á, mình anh Vinh có muốn đổi qua ca đầu giờ chiều không? Anh nghỉ ngơi xong rồi chiều học. Anh thấy sao? Anh muốn đổi ca. Đầu chiều thì tại vì cái lịch từ sau thì anh cũng cũng ấy rồi. Nếu mà em tiết học 3 giờ thì em vẫn học được, tức là cái 12 giờ. Nhưng mà nếu mà em 12 giờ em dậy em nghỉ trưa, dạ không, em không sao. Vậy thì vậy nè anh, tại vì á nếu vậy thì mất công anh Vinh chờ khỏi, anh Vinh khỏi chờ em, cái xong 10-11 giờ là em hết cái lớp trước, cái xong em đi ăn cơm trước, xong 12 giờ mình lên là 3 giờ của anh. Anh thấy sao? Nếu mà đấy thấy hợp lý cho em thì mình sẽ học như thế. Dạ, còn nếu mà em thấy 2:15 mà hợp lý cho em hơn thì em học giờ đấy, đấy tùy em. Anh cũng không có vấn đề gì cả. Dạ anh. Tại vì em là người đi dạy và lại bây giờ thì em thích thế nào thì ok. Còn cái giờ đấy của anh là đang free thì anh em mà sắp xếp được cho em á thì anh sẽ cái giờ trước anh sẽ làm việc khác cũng không sao. Anh linh động. Dạ. Em cảm ơn anh. Vậy anh em mình bữa, từ thứ bữa sau anh thứ năm á em học 12 giờ anh Vinh ha. Để là 3 giờ bên anh. Yeah yeah, cảm ơn anh Vinh nhiều. Ok. Vậy chứ tại vì á mọi người có khi mọi người đi đúng giờ, có mọi người đi trễ nó chụp giật cho anh quá. Vậy để 12 giờ đúng anh ha. Em cảm ơn Vinh. Rồi anh em mình đi tiếp. What up to go? This one is easy for you. I also think. I just want to ask anh Vinh some other time. Theo anh thì cũng đó là gì? Cái này là vào thời gian khác. Vào thời gian khác, vào lần khác anh ha. Yeah. Right. Now we can review preposition of time and place. Giới từ. Cái giới từ anh Vinh sẽ thấy là em nghĩ là anh Vinh sẽ rất là ổn. In on at. Có gì cần nói thêm ở đây không ạ? Movie. Cái này anh cần phải xem lại đi. Xem qua chút xíu anh Vinh ha. Tại vì ngay anh thấy sao? Là on đúng không? Tháng là in, giờ là at. Đúng rồi. Để bây giờ mình có sẵn đấy. Cái này ha. Em sẽ thoát ra ngoài. Cái em đợi cho anh một vài cái cụm cho anh chọn nha. Anh Vinh nói vậy chứ. Vào giữa trưa đi anh. Vào giữa trưa. Dạ. Yeah. At midnight. At noon. At noon. Lunch. Yeah yeah. At noon. At midnight. Giữa đêm. Rồi. Tối thứ sáu. Thứ sáu hồi nãy là on Friday night. Hay vậy ta, dạ đúng nha anh Vinh. On Friday night. Cái này night. Là anh cũng chưa định hình được cái này đấy, tại vì thường anh không nói là on Friday night. Anh hay nói là in. À, không sao anh Vinh. Nhưng mà cái này đúng á anh, tại vì á nó dựa vô on đúng, nó dựa vô cái thằng Friday á anh. Chứ mình hay nói là at night anh ha. At night. Night. Yeah. Bây giờ anh có thể là yeah. Giống như anh Vinh, em cả nhìn nghe là hồi em học xong cái này á, em thấy có một cái cụm này. Anh Vinh thử dịch ha. Vào thời gian ban ngày thì tôi khá là bận, còn ban đêm thì tôi rảnh. Anh sẽ nói sao? At daytime I'm very ghê vậy ta. Yeah yeah. Và buổi tối at nighttime. Yeah. At night là được rồi anh. Nó không cần anh phải thêm chữ time. Mặc dù night time lại càng tốt nữa. Nên là nó kỳ anh ha. Thằng này phải có, thằng này không cần. At daytime, at night. Dạ rồi. À, còn nữa không ta? Và mùa hè anh ạ. Vào mùa hè, in summer. Dạ đúng. À, on summer, nếu mà chờ là on summer đúng. In anh ơi, in. Tại vì mùa hè nó tới 3 tháng rồi anh Vinh. In summer, đúng không? À, thế là nó từ dài hơn là in đúng không? Dạ, đưa rồi. Year thì nó 5 đến 5 là đúng không? Dạ, đúng rồi. À, okay. Anh Vinh hiểu vậy thì quá tốt. Đúng, anh đúng. Anh thế hiểu. Thế thì là mình nhầm cái chỗ là ngày thôi. On, đó. Phải là on. Yeah. Kiến thức của anh đủ mà. Rồi, hết anh ha. Bây giờ mình sẽ qua đây. Đọc một chút xíu khúc này thôi anh. Anh nhìn nó nha. A contraction, đây, chúng tôi được viết tắt như vậy.
Nhưng mà đừng có dùng contract với lại are khi mà dùng when, what time hay là where nha. Nó không có cái thể này anh ạ. Where, nó không có vậy. Nó có where is, nhưng nó không có where are mà viết tắt. Nó kỳ cục kẹo. Nó kỳ cục kẹo anh ha. Yeah, không cho. Nó không cho mà thôi. Mình phải là where your parents. Chứ mà biết, không thể biết là cái tắt được đúng không? Yeah, không biết tắt đúng. Được. Không biết tắt được. Cho nên kỳ anh ha, kỳ cục kẹo ghê. Không biết tại sao luôn. À, tại vì nó là đuôi AI đúng không? Giống nhau hả? Nó là đuôi R. Where? Em nói anh nhìn nghe vậy nè. Tại vì cái vấn đề á, hôm bữa em cũng có người giải thích, nhưng mà em thấy kiểu giải thích ra mình cũng chưa có thỏa đáng lắm. Anh hãy nghe em nha. Cái thằng này where nè anh Vinh, anh đọc là where. Nó có một cái chữ R nhẹ nhàng ở đây rồi. Có rồi. Khi anh đọc where, anh cố gắng đẩy cái chữ R ra cho người ta biết là có cái đuôi A ở đây, nhưng nó cũng không xi nhê. Nó không là, nó không làm bật lên được. Cho nên là người ta mới phải như vậy. Ok, vậy cũng được, vậy cũng hiểu. Nếu mà anh em mình đi hết cái bộ này anh, cái bộ một này nè, 2 tháng á, thì anh nhìn sẽ thấy là nó có nhiều quy tắc lắm. Không được viết tắt như thế này, không được viết tắt như thế kia. Đó, nhiều lắm. Nhiều cái be careful lắm, mình sẽ học từ từ anh ha. Đấy rồi, biết thì tốt cho mình. Cái memory của anh nó kém đi nhiều. Khó chơi, cái này không có quy tắc gì à. Yeah, mình luôn. Nói thoải mái thôi anh ha. Còn quy tắc mình biết cho vui vậy. Rồi, bắt đầu vô anh ơi. Một cái email của Leslie Carter. Mình sẽ phải dùng preposition of time and place. Yeah, can you start? Preposition là gì? Cái preposition là giới từ đó anh. Là cái tụi mà on, in, at. Là tụi nó đó anh. Yeah. Hi Bonnie. Hi Bonnie. Are you busy on Tuesday evening? Yeah, on đúng nha. Không nhầm nào. Okay. There's Sarah's concert. Trong khu... mặt anh Vinh căng thẳng quá cơ. Đúng anh. Trong khu bạn sống. Cái này là trong. In your neighborhood. Dạ đúng rồi. Trong. Yeah. Tự nhiên đang ngày tháng mà anh tưởng là vẫn đang trong ngày tháng. À, anh okay. Nói nhìn nghe, nó dùng thôi. Được cho vị trí luôn á anh. Cho nên là cả hai. Right, your neighborhood, right near your office, the military. Yeah, theater, I mean theater. Theater. Yeah. The office in đúng. Tại anh nhìn at. Tại. Yeah, không sao anh nhìn at. Cái là địa điểm. At. Anh nhìn coi nha, tại phim trường, tại chỗ làm, ở trường đó. Những cái ở trường. Rồi, hồi nãy anh chưa xem bên này. Dạ, không sao. Sounds like. Từ anh xem lại trên này. Em đẩy lại cho nhìn coi. Đây. On fifth ever. On the. On, cái này là bên này, on the left, on the street. On the corner. On the corner. Cái này là cũng là địa điểm mà đúng không? Dạ đúng khác là dùng như thế nào? Nó khác gì mà anh nhìn? Yeah, anh nhìn hãy nghe ha. Anh nhìn cái thằng mà con đường phải không? Có phải mình nói là trên đường thì nó dễ rồi. Thằng này dễ lắm anh. Cái anh cần học đó là on the left, on the right. Bên trái, bên phải yeah. Cũng dùng on. Cái corner cũng vậy anh nhìn. Nó sẽ có 2 cách. Thứ nhất nó nói là vòng quanh cái góc. Around the corner. Ngay cái góc đường anh bọc một vòng. Hoặc là nó nói on. Ngay góc, on the corner. On the corner là nó nói là ngay góc luôn đúng không? Dạ, on the corner là ngay góc. Còn around là ý nó là bọc cái góc thì sẽ thấy là cái vị trí đó. Yeah. Nhưng mà tại sao ở đây không dùng là tại cái góc đấy? Tại cái góc? Yeah, không, nó không dùng vậy anh. Giống như sao ta? Giống như anh sẽ hỏi là, ê Kinh, tại sao dùng on Friday? Là mình phải học đó anh. Đúng không? Tại sao dùng in summer? Trong mùa hè thì mình biết, nhưng mà tại sao lại là trên thứ sáu? Không hiểu. Chỉ có dùng thôi anh. Cho nên nó mới là một điểm ngữ pháp phải học. Chứ nếu mà chỉ là dịch thôi đó, nó không cần phải nói với mình cái này. Tại vì dịch thì mình có thể dịch chay ra được. Rồi.
Ok, đây là nó đang on, là dùng cho những cái mà chỉ những cái vị trí, ok, những cái vị trí mà Ngoài cái việc chính ở xác. trên ra, ngoài cái ở trên ra phải học thêm nữa. Mình không có nói là trên bên trái mà mình phải nói là on the left. Vậy đó anh, nó không có đúng. Còn bên này là chỉ những cái địa danh, địa điểm Ơi. rõ ràng hơn đúng không? Dạ đúng, dạ In đúng. đất Rồi. nước Anh xin cho em một phút nó nha, rộng hơn. em đi với anh cái này nữa. Em thí dụ nha. Anh nói giùm em hai câu là anh thấy sự khác nhau. Anh nói câu số 1 nha. Tôi đang làm việc tại một cửa hàng đi anh, cửa hàng tiện lợi. I am working At. cửa hàng làm việc hả? At Dạ. Cửa hàng tiện lợi hả anh? Hay shop. là convenience? Okay. Convenience store. Rồi, bây giờ nó sẽ có một xíu thay đổi nè anh Vinh. À, em điện cho anh hỏi là anh Vinh, em đang đứng ở ngoài rồi, anh ở đâu? Cái anh nói anh đang ở trong cửa hàng nè. Sao đó sao? Inside the store, Yeah, I shop. am inside hoặc là in the store. Anh ở trong cửa hàng. Inside. Dạ, cho nên nó lúc này các giới từ của anh có thay đổi dựa vào mục đích giao tiếp của anh. Hết, hết anh hả? Dạ rồi. Còn nữa không ta? Ok, rồi em đi tiếp nha anh. Em kéo đây. Rồi, cứ từ Cảm từ anh ơn. nhìn em đi nha. Cái này là phải kiểu ghi nhớ. Không Nó sao anh, khó phân biệt cảm nhận nữa anh nhìn, cảm nhận nữa. Chết rồi, bên em mưa rồi Dinh ơi. Một hồi nó sẽ bị ồn. ok, không sao, mình sẽ nhanh. Sound like something really really special with Yeah. dancers from over the world. Yeah. It starts at Hay quá. 8:30. Dancer, okay. Yeah, đến giờ yeah. Will be at Yeah, we'll be at work work. Yeah. until 6 o'clock, but I could meet you at 6:15. Tám thì bao giờ đóng là ít mình đúng rồi. Or 6:30 in front of the theater. Wake. Could have something to eat before the concert. What do you think? Nào xíu. Yeah, hết anh hè. Neighborhood. Những cái lưu ý em sẽ gạch đích cho anh nhìn. Trong trong cái khu bạn sống nó sẽ dùng in. Rồi, anh thấy nè, in. Vậy mà, đấy, với mình xét là tại đi. Tại chỗ tôi ở, anh cũng thể dùng at. Nhưng mà do nó đưa cho mình cái recommend vậy thì mình phải học anh ha. In the neighborhood, at work, at school là những cái rất quen thuộc. Chứ đồng bên nó ồn quá. Em không có nghe được anh Vinh nói cho nên có gì anh Vinh cứ repeat giúp em mà anh giúp em repeat. Dạ hết. Ok. Dạ rồi. Anh Tại Vinh em em đang nghe mà không nghe được. Hồi nó quá mà. ồn lắm anh, nó cứ đập cái tiếng mưa lên mái tôn vô cái tai của em á. Yeah. Mưa này ngủ sướng. À đúng rồi, mình chuẩn bị đi ngủ. Yeah. Cứ lên anh xíu nữa thôi. Dạ rồi, Or you, ok. not for me. It's like today I wake up very late. Oh, you wake up Even late. if Yeah, and what's your plan after our lesson? I have a one game. Gonna play game. Dễ thương. Dạ rồi. I think you don't know the game là áo ấy là gọi là Việt Nam gọi là để chế. Cái Đế game này chế. không biết. Em không biết. Anh chờ chút xíu, anh nhìn cho em xin cái tên nha. Empire hả? Empire. Oh, game. Empire, Age of Empire. Các anh chơi game này. À, ôi my god, anh nhìn của tôi, anh nhìn vẫn còn chơi game. Age of Empire. Ở đây game này là game cái đời đầu của thế hệ 8X. Ngày xưa Dạ. thì những người mà thế hệ 8X thì anh cũng biết là À. đến tựa game này những người hay chơi, thì tại vì là game chiến thuật cho nên chính vì vậy là người ta thích đến giờ. Yeah. Thiệt là lạ lùng. Anh Cũng gọi Vinh. là game, Yeah. em không tức là tựa game chiến thuật ấy, không biết giờ thì em nào, nhưng mà em phải
Để Nó tìm phải hiểu đánh về nó lộn. mà. Phải không anh? Và được Em không connection. nghe được anh Vinh. Ok. Chất chất lose connection. I Anh Vinh, người đây ta là vì trò nó thông là minh. build quân lên cho mạnh các thứ rồi sau ấy Để đánh nhau. cũng nếu mà thì hiểu một cách nôm na về game thì nó là như vậy, nhưng mà ở trong cái game đấy có những cái rất là hay, giống như gọi là chiến thuật, tìm hiểu được cái lịch sử nguồn gốc của thế hệ ngày xưa kiểu La Mã ấy. Great. Babylon hoặc là Egypt, cái thể đấy nó sử dụng những cái đặc trưng gì, như là quân đội người ta mạnh ở những điểm nào đấy, là cái thời đấy nó có những cái điểm khá là hay ở trong đấy. Ừ. Hay vậy ta. Anh nhìn, cái đó có phải là em nói có đúng không nha? You need to find the resources, coal, stone. Anh phải đi kiếm mấy cái này đúng không? And then you build your, cái đó gọi là gì ta? Lính của anh, how can I Yeah. say? Yeah. Cái đội Build mình đội build quân làm your gì ta? ngoài ngoài chiến binh à, đội quân chắc không phải dùng người Em biết cái đó dùng rồi. người War. Trời ơi, tự nhiên lúc warrior maybe. Chiến sĩ. Nhưng mà cái đội thì em không biết. đội Không phải quân hả anh? Nó có cái chữ, tại vì trong game anh sẽ thấy đúng không? Nhưng mà em không biết là chữ gì cho hay. thêm không biết đội quân à, đúng rồi cũng không để ý nhỉ, đội quân thì Đúng không là anh? Dành đó là cho nên dình trên dình biết nè. Em không biết là có dùng được chữ đó hay không. Do your warrior. Không biết. Thử thử mình thử cái Google coi nó có ra cho mình không. Đội binh. đội quân đội Đội binh. đội quân. Army, your army cũng được anh nhỉ? Chắc không dùng được từ ngày xưa. À mày là quân đội bây giờ mà. Không biết. Đội. Okay. So anh nhìn À later mày. you can, you can have a look and you can let me know. Anh có thể chỉ cho em. I don't know that word. Nghe không rồi. Mình lo Yeah, xong rồi đúng không? rồi. Mới watch movie lại. Nó lại. And besides playing games in your free time, what do you often do as your hobbies? And with Your hobby Yeah, what do you do? thích what hobby like for acting Movies, music. I got a lot like thích sở thích thì nếu mà có hỏi mà dùng cái từ hot gì này anh thấy cũng ít dùng ha. Yeah, hoặc là what do you like to do, right? What do Like you like to or what the neighbor Yeah. favorite Favor hả anh? thing Favorite. favorite favorite có một cái từ thích nữa là từ gì nhỉ? Anh cũng quên nữa Từ gì vậy ta? không có cái bài hát. Ừ. Nó có nhiều lắm. Thì em ghi ra cho anh nhìn còn nhìn đang nhớ cái nào nha. I'm interested Không, không. in. I'm keen on. Em không biết là anh nhớ chữ nào hả? I Up. I'm really into. Ví dụ sport chẳng hạn. Anh thích cái nào? Mấy cái từ này dở quá. Không sao anh, không sao, đi mình ôn lại, nó chỉ có mấy cái thôi, giống như Có nè. phải sao hỏi mấy từ Sao anh, sao anh, này anh muốn hỏi lâu lắm rồi nhưng mà thật ra kể cả cái bọn Tây nó không giải thích cho anh hiểu được. chữ gì vậy anh? Đúng là thích sở thích đúng rồi, chỗ nào thích Thích thì sẽ không là like đúng không anh? Em thí dụ cho anh nhìn, để anh nhìn có thể trong lúc anh nhìn suy nghĩ nha. Thí dụ em biết cái à thằng fancy đúng Fancy. Yeah. fancy yeah. Fancy, anh chị em, nó là động từ It's so fancy cái từ bài hát fancy luôn đấy nha. ở anh Cái cũng không này hiểu nó từ đấy. nhiều lắm anh ơi. Em kiếm cái động từ nha. Fancy là thích nè.
Anh dùng nó y như like, love luôn. Nhưng mà anh muốn hỏi là lúc nào thì mình dùng cái từ fancy này, tại vì thấy em nhiều hiểu. thằng nó giải thích cho anh mà anh cũng không cảm mấy lượt tay, Người ta anh nói không sao hiểu anh? là cách dùng Người ta nói sao? Người ta à, nói sao? anh không hiểu nên là bây giờ anh mới hỏi, nếu mà anh hiểu thì cho nên anh không bao giờ dùng cái từ này, không bao giờ dùng cái từ này. Đây đây Nhưng để mà em thấy nghe. một số cái thấy bài hát có bài hát fancy mình tân bài hát cũng khá là hay. Thí dụ anh ha, bị em ghi thêm cái nha. I fancy for chẳng hạn Gucci bag đi, em giả bộ vậy thôi. Rồi bây giờ mình xét từ từ nè anh Dinh. Thằng này là interest, có nghĩa là anh có một cái hứng thú gì với cái chuyện đó. Nó con cái anh em là interesting đúng không anh? Nếu đó là một cái bộ phim hứng thú thì anh thích nó. Đây. Rồi, keen on có nghĩa là gì? Anh xét chữ keen nha, anh chờ em, anh sẽ hiểu được tất cả các cái ý. Nó không có khác nhau nhiều đâu anh Dinh. Thằng keen ta có tính từ, đây, động từ, nè anh kể nó đi. Mình lên đây. Tính từ thôi, có nghĩa là anh rất là thích cái đó. Để nó mạnh hơn. Nó mạnh hơn một chút xíu, nhưng mà cái này là hứng thú đúng không anh? Em ví dụ là anh nói à Em học nấu ăn, thích quá, interested in, keen đó. on, quá Ok. trời. Into là Bên anh bị chìm vô cái spot luôn, cứ thấy spot là tôi đắm chìm bây giờ vô anh trong có cái thể chuyện hiểu được là từ interesting, ok, nha. into sport, ok, là nó mình đam mê, ok. Cái Đúng. từ kinh món là kinh Keen on lần đầu on. tiên anh thấy. Keen on, nó bằng luôn mấy thằng này, nhưng mà mỗi cái nó sẽ có thể hiện một cái đặc trưng riêng. Ồ, anh Dinh bận hả? Anh Dinh bận hả? Không bạn anh vừa vào tiếng. Có nghĩa là mỗi cái nó có một đặc trưng riêng, anh sẽ chọn cái thằng nào mà anh cảm thấy thích phù hợp với anh, cái giọng của mình nữa. Thì anh nói I'm keen on cũng dễ nè, nhưng em không có dùng keen on nhiều, tại vì em thích là really into, mình thích thôi. Rồi, cái fancy là vậy nè anh. Fancy em hay thấy người ta dùng fancy girls, kiểu những cái cô gái á, không phải là ưa thích đâu anh. Sành điệu nè, kiểu sành điệu nè, sang xịn mịn, thơm thì gọi là fancy girls. Cho nên nếu mà anh là fan fancy girl á anh, giống như là ở Nhưng mà trong nó nói là I'm so fancy là sao? là tôi thích lắm, tôi thích bạn. I fancy for, em cực kỳ mê mấy cái túi này, thì anh có thể dùng là mê. Em biết cái chữ này là tại vì có một cái kiểu như là trong một cái trường hợp á anh, học sinh của em nó thích cái đó quá, nó thích Lego, cái xong thầy mới nói cái gì mà mày mê á, mày mê là mày sẽ nói là fancy for. Cái này là có hứng thú Ok. với. Tiếng Việt nghĩa là mê. mê mê giống như fancy girl, anh nhìn là người ta là anh sẽ thích liền, mặc dù mình không nói tới cái chuyện là xứng đôi hay là có yêu hay không, nhưng mà nói fancy nhìn là thấy thích liền. Fancy for okay, the Chính girl. xác đó anh. Đã hiểu. Vâng anh, nên là nó khác nhau không nhiều, anh sẽ lựa nha, anh sẽ lựa để anh nhìn thấy. I Ổn anh ha. fancy. Thank Tự nhiên cái anh nhìn nhớ ra. Fancy. Rồi bây giờ mình đi tiếp vocab. đấy Anh một phần đi. là do ở trong cái bài hát anh khá là thích, anh không hiểu cái kiểu đấy. Bình thường anh Dinh hay nghe nhạc như thế nào? Anh Dinh qua trend of music, ballad, đồ đó phải không anh? Thì đấy thì tại vì anh có đàn một guitar một vài bài tiếng Anh ấy. Can you name some songs that you can play guitar with? Đang đọc bài Salo. Nó tên gì anh? Can you name? Salo. Shallow như vậy hả anh? Salo, nóng cảm của Oh. Lady Gaga với ấy nói. Yeah. Anh Dinh, is that difficult to practice to play a song with guitar? Cũng không có, nếu mà học về thì cũng học được. Oh, em không được anh Dinh. Is it difficult to play? Em sẽ kể cho anh Dinh nghe, tại cái ngón tay của em nó bị ngắn anh, em không có em không có tới được hết tất cả các dây, em đã thử rồi. Nó bị ngắn ngủn nè anh Dinh. So that's why I can't play guitar. Everything not difficult. If you lie and all, like you can talk English, but for me, very difficult. But if I try to learn or try to do, Yeah.
little bit easy, little bit easy more. Nhưng slowly, mà em slowly. tức lắm anh Vinh. I cannot I cannot reach the forest. Cái mà sai nhất á anh, I cannot reach to the forest. Cái dây là em không biết nha. The guitar line, dây đàn. Anh cứ suy nghĩ đi, em sẽ lấy cho anh thêm một chữ nữa. String, yeah. Cái cọng dây, the guitar string. But what you do when you want to relax? Do you have time for like you got free time you want to relax or what you do? Yeah, đúng rồi, that's right. You know, I have a sister. She is kind of a fancy girl. She can sing, can dance, can play guitar. And right now, she is living in Italy. Không phải Italy nữa anh. Anh Vinh có biết Croatia gì ta? Bảy chị em đọc. Yeah, bảy chị em đọc một lần rồi nhưng không có biết. Yeah, she's living there. And married with a foreigner. Married a foreigner. Yeah, so this is kind of a fancy girl. So she taught me how to play the guitar, but I couldn't play. Yeah. Thì anh ngày xưa anh có nghe một người bạn nói á, là đi play là não của mình có hai cái ấy đúng không? IQ và EQ đúng không? Yeah. Em có cân bằng IQ và EQ ấy. Cái EQ thì IQ thì cũng mình từ bé là mình cũng rèn luyện khá là nhiều, còn EQ ấy, EQ thì khi mà em cân bằng được hai cái này thì lúc đấy thì là happiness. Oh. Hay gọi từ gì khác ấy? Hạnh phúc. Từ gì ta? Từ gì anh? Happiness. Hạnh phúc nghĩa là còn gì nữa ta? Từ khác nữa của không phải là happiness, hạnh phúc. Em tưởng như em anh có nhớ anh chỉ biết là từ hạnh phúc thôi, nhưng anh nhớ là một từ rất dài. Thì cái từ hạnh phúc mới là perfect, tức là cân bằng giữa IQ và EQ. Và cái EQ giống như anh thì anh lựa chọn là chơi music hoặc là sometimes thì do something stupid thing. But có thể mà IQ thì thật sự thì bây giờ không thể lên nữa. Nhưng mà nếu mà để mà nói anh tại anh vừa bên này lâu á, thì IQ của người Việt mình á thì cũng đủ để khá đủ để nếu mà ở Tây thì ok là gọi là ở dạng khá với trình độ nhanh, nhưng mà anh không phải là người học giỏi. Anh ở Việt Nam rất là bình thường nhưng mà sang đây là ở dạng khá. Ủa, tại sao cũng ý ấy anh nói là cái IQ của người Việt mình rất là cao, tại vì từ bé mình học học hành giang ý đâu anh nói ngày xưa đó là mình học rất là nhiều, mà khi mình Việt Nam mình đã cần học tính suy luận logic thôi thực hành chưa có, cho nên sang đây á nếu mà mình đi làm với người ta á, thì người Việt mình chịu khó đi làm á thì sẽ lên rất là nhanh, tại vì cái logic của mình có rồi, IQ của mình có ở mức độ là khá rồi, còn người có như tại vì em đi làm với nhiều thằng nó ngu lắm, em hiểu. Yeah. Thằng nó không có học, với lại người ta không có chịu suy nghĩ ở Tây á, thì ở Việt Nam á thì dân mình thì có thể là khó khăn hơn, cho nên người ta chịu khó học hành. Chính và xác cái, luôn anh Vinh. Mức độ trung bình của mình rất là cao. Nhưng mà ở Tây á thì người ta không bao giờ sợ chết đói. Người ta bao giờ lo công việc, bởi vì chính phủ bao giờ lo công việc. Có những công việc rất là đơn giản, không sử dụng bên này nhiều công việc nó không sử dụng trình độ cao giống như ở Việt Nam. Việt Nam đòi hỏi phải học ở đây thì là full lit, nó đâu cần phải học gì đâu, nó chỉ cần học mấy tháng thôi. Hay là thì nó rất là đơn giản, không khó như ở Việt Nam đâu. Em có một bé em á, nó hồi đó nó học với em xong cái nó đi lấy IELTS xong nó đi Mỹ rồi, nó nói với em vậy nè anh Vinh. Ở bên đó á, cái có hai cái việc mà nó chọc tụi Mỹ á, là thứ nhất là tụi Mỹ phải học một cái ngôn ngữ thứ hai, đó là Spanish hoặc cái gì đó bất kỳ á tụi nó chọn. Nhưng mà mấy bạn đó học dở, học dốt xong rồi học dốt Spanish, xong rồi mấy bạn nói ê sao tụi bay người Việt tụi bay học được tiếng Anh hay quá vậy. Cái thằng bé đó có một chuyện thứ hai, đó là tụi nó phải cùng nhau học trong một cái lớp gọi là thuyết trình tiếng Anh đó anh Vinh. Cái thằng bé nó được 101 điểm luôn trên 150 điểm một cái bài đó, còn mấy bạn Mỹ của nó được 93 điểm 98 điểm. Anh nghĩ sao điểm nói của Mỹ mà lại thua Việt Nam, tại vì cái điểm dùng từ á anh, they are lazy to use words. Cười.
Học dốt nữa anh phải học lại môn Spanish. Ok. Dạ rồi. Ủa anh Vinh he. Dạ rồi, anh Vinh dạy bữa sau á anh em mình lên trễ một chút xíu anh Vinh ha để anh Vinh khỏi phải đợi, mình vô bắt đầu 12 giờ luôn anh Vinh Sao là 3 giờ đúng không? Ok. ha. Ok, em cảm ơn anh. Thank you so much Mr. Vinh. Yeah. See you on Thursday. Cảm ơn anh. Yeah. Anh em On mình Thursday. Ok, on anh nhìn dễ Thursday. thương. Oh, Học. good. Ok. Yeah. See you. Have a good day anh nhìn. Bye Ê, bye em. cho, Em nếu đây. không tiện tại anh hỏi, mà cho anh, em có bận gì sau, Dạ không, gì em trước không sau. có bận. Anh chờ em một phút nha. Anh chờ em một phút nha. Để em lưu video tại vì hôm bữa cái máy của em nó lỗi.